Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Ảnh mới nhất của Ninh Dương Lan Ngọc tại khách sạn gây sốt cộng đồng mạng. Ninh Dương Lan Ngọc bén duyên với nghệ thuật từ năm 2009, khi vẫn là cô sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 12 năm cố gắng nỗ lực không ngừng, cô đã có được vị trí nhất định trong giới showbiz và ngày càng giành được sự yêu mến của khán giả. Nhắc đến Lan Ngọc, mọi người nhớ ngay tới một cô gái xinh đẹp duyên dáng với tài năng diễn xuất ấn tượng. Hiện tại, ngoài nghề diễn viên, cô còn kinh doanh nhà hàng ăn với mong muốn thử thách bản thân và có thêm nhiều những trải nghiệm trong cuộc sống. Mới đây nhất vào ngày 13 tháng 3, Lan Ngọc đăng tải loạt ảnh diện đồ hiệu tại khách sạn hạng sang cùng dòng trạng thái một ngày lăn lộn tại FF Sài Gòn, chờ lịch trình rảnh rảnh là phóng ra Phú Quốc liền, ngập thèm vitamin C quá rồi. Trước hình ảnh vừa sành điệu quyến rũ của Lan Ngọc, khán giả đã nhanh chóng dành những lời khen cho cô nàng. Idol xinh quá thôi, xinh đẹp xỉu Lan Ngọc, nhiều lúc tự hỏi không biết sao thương bé này quá vậy nè, giữ gìn sức khỏe em nha, chúc em ngủ ngon. Quả ảnh cưới quá xuất sắc chị ơi. Theo chia sẻ của Lan Ngọc, để có được thân hình thon gọn săn chắc như vậy, cô đã chăm chỉ luyện tập thể dục và ăn uống khoa học. Ngoài ra, Ngọc nữ còn thường xuyên tập nhảy nhằm giảm lượng mỡ trong cơ thể, giúp việc lựa chọn quần áo được đa dạng phong phú hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.